Vừa qua trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Khi đang lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn thuộc xã Tân Hạnh, một chiếc xe tải bất ngờ va chạm với phần đuôi xe đầu kéo, làm tài xế xe tải bị thương nặng, kẹt lại trong cabin. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 7 giờ ngày 22 tháng 12. Thời điểm này, tài xế Phan Tuấn Khanh, 43 tuổi, ngụ xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang, điều khiển xe tải biển số 63C01032 lưu thông trên quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Vĩnh Long hướng từ cầu Mỹ Thuận đi Cần Thơ. Khi xe đến km 2035 578 thuộc địa bàn xã Tân Thạnh huyện Long Hồ Vĩnh Long thì bất ngờ xe tải va chạm vào đuôi xe đầu kéo biển số 50H16239 kéo theo rơ móc biển số 51R40406 do tài xế Nguyễn Minh Tâm 28 tuổi trú tại xã gia thuận huyện gò công đông tiền giang điều khiển sau cú va chạm tài xế khanh bị thương rất nặng và kẹt trong cabin xe tải hư hỏng nặng phần đầu xe bẹp dúm nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng với lực lượng cứu hộ cứu nạn tổ chức giải cứu đưa tài xế đến bệnh viện cấp cứu theo người nhà hai chân tài xế khanh bị thương rất nặng do hiện trường tai nạn chiếm gần hết một chiều lưu thông nên lực lượng cảnh sát giao thông phải điều tiết cho xe đi ở làng đường ngược chiều để tránh kẹt xe hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long đang phối hợp công an huyện long hồ khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo